Đây là cảnh quan của Hưng An tự. Chùa mà cái tự mà ông Võ Hoàng Yên lập lên để ngày xưa là chữa bệnh cho người dân ha. Ở đây là huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Cảnh rất là đẹp luôn, chùa cũng rất là đẹp. Mới toàn sơn phết rất là đẹp. Đây là bức tượng Quan Âm mà ông Yên dựng nên ở chùa. Thì theo như bà Hằng nói thì đây là bức tượng mà ông Yên đã sử dụng để kêu gọi sự đầu tư của mọi người để mua bức tượng á. Không biết giá trị thật bao nhiêu, nhưng mà như bà Hằng nói thì ông Yên đã kêu gọi rất là nhiều mạnh thường quân hỗ trợ để thỉnh bức tượng về. Tức là bức tượng sẽ được rất nhiều người hỗ trợ ông Yên mua. Thì số tiền rất là lớn, nhưng mà thực ra chỉ có một bức tượng. Thì những người mua tượng có thể người ta cũng không biết là đã có người khác mua hoặc như thế nào đó. Thì những thông tin này thì nó cũng hơi nhạy cảm. Thì cái người mua tượng để biếu cho Hưng An tự thì sẽ không có hỏi về bức tượng này khi mà sau khi người ta đã mua rồi. Thì đó chính là cái sự nhập nhằng dẫn đến là ông Yên có thể lạm dụng để lợi dụng tiền bạc của những người cúng dường. Thì theo như bà Hằng thì ông đã ra bán bức tượng này tức là ông đã mời gọi mọi người cúng bức tượng này rất là nhiều lần, thì mỗi lần với mức giá khác nhau thì tùy ông sẽ lừa người ta bao nhiêu đó. Rất là nhiều người cùng mua một bức tượng. Thì đây là chính là bức tượng mà bà Hằng với ông Yên có nói qua nói lại trong thời gian vừa qua ha. Tượng này thì đặt ở trước Hưng An tự nha. Ngay cổng vào Hưng An tự thì mình sẽ gặp bức tượng. Đó là cái cổng chào ha. Sau cái cổng chào đi vào thì sẽ là bức tượng nha. Sau đó mới vào Hưng An tự. Thì như mình thấy thì Hưng An tự rất là rộng, rất là đẹp ha. Ngoài cái chánh điện chính thì còn có cái khu nhà phụ. Có rất là nhiều dãy ghế để người dân tới, nếu mà có tới khám bệnh hay gì đó thì sẽ chờ ở đó ha. Thì kế bên là có phòng dành cho các cái cư sĩ trong này ở, những người tu tập ở đây ở. Thì trong thời gian lập cái Hưng An tự này thì ông Yên cũng nạp rất là nhiều đệ tử ha, rất là nhiều người theo ông Yên. Thì trong đó có những người như là ông Tiến nè, rồi có những người như là ông chủ Phong Vũ cũ này đó, và nhiều người khác ha. Đây là quang cảnh Hưng An tự nha mọi người. Mấy bữa nay thì nghe như bà Hằng nói thì bên tịnh độ ở đây đã giống như là đã không còn chấp nhận ông Yên là ở trong Hưng An tự này nữa, mà giống như là ban trị sự đã loại ông Yên khỏi danh sách là ban trị sự ở đây. Thì mình sẽ đi tham quan Hưng An tự, cái nơi này ngày xưa ông Yên đã lợi dụng để làm cái điểm đến khám chữa bệnh cho người dân đó. Mình sẽ đi vòng vòng tham quan. Chung đây là một cái tự rất là đẹp luôn, diện tích rất là rộng, có cái khu, những cái khu nhà bổ trợ xung quanh cũng rất là ấy ha, rất là rộng luôn. Có rất là nhiều phòng này cho các sư huynh sư đệ của ông Yên ở đây ban trị sự này nọ.
sau mình thấy có ô tô, có một số người đang sinh hoạt. Đây là khu nhà kho để đồ ha. Phía trong đó nữa là cái nhà thuốc, cái kho thuốc, cũng rất là nhiều người đang làm việc ở trong đó, phân loại thuốc các thứ nha. Đây là mình đi vòng phía sau, một hồi mình sẽ vô quay chánh điện cho mọi người coi. Thì đây là toàn cảnh khuôn viên phía trước nhìn từ trong ra ha. Và đây mình sẽ vô mình thăm chánh điện chút xíu. Chánh điện của Hưng An Tự nha mọi người. Rất là rộng, rất là đẹp. Mấy bữa nay thì chắc là cũng vắng, không có ai tới viếng nhiều. Tại vì sự việc của ông Yên cũng đang chưa có lắng xuống. Đó, chánh điện ha. Phía sau cũng có thêm một gian thờ nữa mọi người. Đây là Đức Tông Sư Minh Trí, chắc người có công sáng lập chùa hay sao. Đức Tông Sư Minh Trí. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video cập nhật thêm về tình hình của vụ kiện ông Yên ha. Thì đây là mình sẽ giới thiệu về cái Hưng An Tự để mọi người cùng tham khảo ha.